Trong buổi hôm nay chúng ta sẽ thực hiện các động tác yoga kéo giãn giúp cho cơ thể chúng ta trở nên linh hoạt và dẻo dai hơn. Sau một ngày làm việc, các bạn sẽ cảm thấy hơi khó chịu và mệt mỏi thì các tư thế kéo giãn sẽ giúp chúng ta tỉnh táo và phục hồi cơ thể một cách nhanh chóng. Ngoài ra, các tư thế kéo giãn còn giúp cho chúng ta trở nên trẻ hóa hơn rất là nhiều. Như mọi người thấy, những người mà thường tập động tác dẻo hay là có một cơ thể dẻo dai, họ luôn tươi trẻ hơn những người khác. Và chúng ta bắt đầu trong buổi tập ngày hôm nay với tư thế chuẩn bị: ngồi khoanh hai chân, giữ lưng thẳng, đẩy ngực lên, hai tay đặt lên đầu gối, nhắm mắt lại, hít vào thật sâu hơi, hò ra thật chậm, hít vào, hò ra, lặp lại nhiều lần. Mỗi lần thở ra, hãy tập trung tâm trí vào vùng trán. Mỗi lần bạn thở ra, hãy thả lỏng toàn bộ vùng trán. Sự căng thẳng, mệt mỏi thường tập trung trong suy nghĩ và thể hiện trên khuôn mặt của chúng ta. Với các bài tập thở, chúng ta sẽ mượn hơi thở ra để giải tỏa những căng thẳng, những ức chế, những mệt mỏi trong tâm trí của mình. Thả lỏng khuôn mặt, thở ra hãy nghĩ đến vùng trán, thả lỏng các cơ trên vùng trán, thả lỏng các cơ trên lông mày của bạn, thả lỏng vùng vai, thả lỏng bàn tay. Toàn bộ tâm trí của bạn tập trung vào hơi thở sâu, trầm và đều đặn. Hít thở trầm. Nào, hít sâu một hơi, thở ra từ từ mở mắt ra. Hít vào, hai tay chúng ta đan lại trước mặt. Thở ra đẩy căng lòng bàn tay về phía trước, kéo căng lòng bàn tay. Hít vào thu tay lại. Thở ra vươn tay lên trần, đẩy căng lòng bàn tay lên trên, đẩy ngực lên, kéo giãn toàn bộ vần vai và sống lưng. Chùng tay xuống, hít vào, hai tay đan lại sau lưng. Thở ra nắm chặt tay lại, đẩy ngực lên, nâng cằm lên. Lặp lại, hít vào buông tay, đan tay trước mặt. Thở ra đẩy căng tay về phía trước. Hít vào thu tay lại. Thở ra vươn tay lên, đẩy căng lòng bàn tay lên trên, ưỡn ngược lên để kéo giãn toàn bộ sống lưng và phần vai. Hít vào chùng tay, hai tay đan lại. Thở ra nắm chặt tay lại và đẩy ngược lên. Một lần nữa, hít vào hai tay đan. Thở ra duỗi căng lòng bàn tay về phía trước. Hít vào thu tay lại. Thở ra vươn tay lên trần, đẩy ngực lên. Hít vào thu tay lại. Hai tay đan lại sau lưng. Thở ra đẩy căng mở rộng lồng ngực. Từ từ buông tay. Chúng ta chống tay xuống hầm. Cánh tay và đùi vuông góc với sàn. Lòng bàn chân dừng lên.
Hít vào kéo cong phần mông, nhấc cao vai, nhìn về trước. Thả ra cúi đầu xuống, cuộn tròn người lại, hóp bụng lại. Hít vào vong lưng, nhấc cao vai, đẩy căng da cổ lên trên. Thả ra cúi đầu xuống, cuộn tròn người lại, hóp bụng lại, mắt nhìn vào bụng. Hít vào vong lưng, nhấc cao vai lên. Thả ra cúi đầu xuống, cuộn tròn người lại. Hít vào vong lưng, đẩy cao vai lên, kéo lồng ngực về trước. Thả ra cúi đầu xuống, cuộn tròn người lại. Một lần nữa. Hít vào vong lưng, nhấc cao vai, kéo cong mông. Thả ra cuộn tròn người lại. Tổ hợp thế tấm ván, thế con rắn và thế chó dưới mình. Hít vào, chúng ta nâng gối lên tư thế tấm ván, gồng siết cơ bụng và cơ đùi. Thả ra từ từ hạ võng lưng xuống, kéo đẩy lồng ngực về trước. Hít vào gập đầu lại, gồng siết cơ bụng nâng lên, đẩy cao mông lên. Thả ra kéo giãn toàn bộ sống lưng, đẩy căng cánh tay. Lặp lại, hít vào tư thế tấm ván với cánh tay vuông góc với sàn, gồng siết cơ bụng và cơ đùi. Thở ra, hạ võng lưng, nhấc cao vai. Hãy để ý phần vai và mang tai chúng ta cách xa nhau. Hít vào gập đầu lại, hơi gồng cơ bụng lại. Đẩy cao phần mông lên để kéo giãn toàn bộ sống lưng và phần chân của bạn. Thật ra chúng ta nhấn xuống. Nếu bạn cảm thấy đau chân thì có thể kiễng gót chân lên. Một lần nữa, hít vào thế tấm ván, hạ vong lưng xuống, đẩy lồng ngực về trước. Hít vào gập đầu lại, đẩy nâng cao mông lên. Thật ra nhấn vai xuống, giữ nguyên tư thế, hít thở trầm. Ở tư thế này, hãy quan sát phần chân của bạn. Hai bàn chân sẽ song song với nhau. Nếu chúng ta thấy căng ở đầu gối rất là nhiều và khó chịu thì có thể kiễng gót chân lên. Còn theo dần thời gian thì bạn sẽ hạ gót chân xuống để tăng độ căng lên. Hạ hai gối xuống thảm, tư thế lạc đà, từ từ ngồi dậy. Khoảng cách giữa hai đầu gối cách rộng bằng vai. Bàn chân dừng lên, hai tay chúng ta đưa về sau, chống lên mông, đẩy sau, sâu khuỷu tay về sau. Lòng bàn tay có thể hướng ra bên ngoài. Đây là cách cơ bản để thực hiện tư thế lạc đà. Chuẩn bị. Hít vào, dùng lực cổ tay đẩy bụng về trước. Thật ra chúng ta ướn ngửa từ từ. Hãy khép khuỷu tay này. Hãy cảm nhận trong trường hợp cả bạn thấy hơi đau thắt lưng hoặc mỏi thắt lưng thì chúng ta hãy gập đầu lại. Tư thế này sẽ kéo giãn phần lưng
Tuy nhiên, nó có một chút trọng lượng cơ thể đè nén lên các đốt sống. Do vậy, chúng ta cần hỗ trợ bằng tay để giảm bớt cái sức nặng của cơ thể đè lên các đốt sống thắt lưng. Gardeline. Hít vào. Thật ra chúng ta vươn dài tay về trước và ngồi xuống tư thế đứa bé. Trong tư thế đứa bé, hãy hít thở trầm. Các bài tập kéo giãn sẽ đi kèm với hơi thở sâu, chậm và đều. Hơi thở chậm giúp cho cơ thể chúng ta lưới lỏng và làm mềm. Khi hít vào thì các cơ sẽ săn chắc lại. Do vậy, khi nào bạn muốn kéo giãn một nhóm cơ nào đó, hãy thở ra và kéo giãn. Từ từ ngồi dậy. Chúng ta co chân và duỗi chân về trước. Tư thế ba nhánh chà mặt, chân phải co lại. Giữ lưng thẳng. Hãy quan sát độ cao hai mông của chúng ta ngang bằng nhau. Tránh trường hợp ngồi sai, đó là một mông trước, mông sau giống như này. Chúng ta xoay ngang nhìn thẳng và co một chân phải lại thôi. Bàn chân trái dựng lên giữ lưng thẳng. Hít vào, hai tay vươn lên trần, đẩy ngược lên. Thật ra vươn dài người về trước. Tay nắm cổ chân hoặc bàn chân. Nếu các bạn với tới bàn chân, hãy kéo ngửa lòng bàn chân lên. Bây giờ hãy nhắm mắt lại. Bước đầu tiên, hít thở chậm lại, điều hòa hơi thở. Bước thứ hai, mỗi lần thở ra hãy thả lỏng vùng trán, thả lỏng khuôn mặt. Bước thứ ba, cảm nhận độ căng ở chân. Nếu cảm thấy căng quá sức và làm bạn khó chịu, hãy lới lỏng ra một chút. Bước tiếp theo, duỗi thẳng lưng nhiều nhất có thể. Và bước cuối cùng đó chính là tăng độ căng lên theo mỗi lần thở ra. Mỗi lần thở ra chúng ta sẽ tiến xa hơn một chút. Chúng ta sẽ gập sâu hơn một chút. Nhưng bạn hãy nhớ, trong quá trình luôn hít thở chậm. Càng chậm càng tốt. Và mỗi lần gập xuống chúng ta gập thật chậm. Nếu cảm thấy độ căng đang rất khó chịu thì hãy đừng tiến thêm nữa, hoặc hãy giảm bớt độ căng. Mức tối đa của động tác đó là trán chúng ta chạm vào ngón chân. Bạn hãy tưởng tượng trán của mình đang cách ngón chân bao xa. Nếu bây giờ trán chúng ta chạm tới ngón chân thì các nhóm cơ đã dài và giãn ra rất nhiều lần. Hít sâu một hơi, từ từ ngồi dậy, thở ra. Giữ nguyên chân phải, chân trái chúng ta dang ngang. Dang ngang. Bàn chân trái dựng lên. Giữ lưng thẳng, kéo gót chân phải gần vào háng. Nào, đẩy thẳng lưng lên. Tay trái chạm phía trước mặt, chạm bằng ngón tay. Hít vào, tay bên phải vươn lên, đẩy ngược lên, đẩy ngược lên. Thật ra chúng ta nghiêng người sang bên trái. Nhìn chéo lên trần. Với tư thế này sẽ kéo giãn toàn bộ sườn bên phải của các bạn. Đây là vị trí hay thường xuyên bị bó cứng do chúng ta ít khi tập luyện đến nhóm cơ này. Mỗi lần thở ra chúng ta nghiêng thêm một chút. Hãy chú ý chân trái của mình, luôn giữ cho bàn chân trái hướng thẳng lên trần. Tránh để cho ngón chân rơi đổ về phía sau. Chú ý, đây là lỗi rất thường gặp trong các động tác ngồi và duỗi chân. Toàn bộ phần chân giữ thẳng, không để cong gối.
tiếp tục đẩy căng tay bên phải, tay bên trên. Hít sâu một hơi, từ từ ngồi dậy, hạ tay xuống, thở. Chúng ta ngồi khoanh chân với chân phải ở bên trên, giữ lưng thẳng. Trong trường hợp nếu chúng ta không thể khoanh chân được thì có thể khoanh cách tự nhiên nhé. Tư thế vận mình, hít vào đẩy ngực lên. Thật ra chúng ta xoay sang bên phải một góc 90 độ. Tay trái đặt lên đầu gối, chân phải. Tay phải chống về sau cách mông một gang tay. Đẩy ngực lên, đẩy thắt lưng lên. Tiếp tục. Hít vào. Thật ra xoay nhìn về sau. Tập trung lực vặn vào vai bên trái, mắt nhìn vào vai bên phải. Mỗi lần thở ra chúng ta tăng lực căng hơn một chút. Hãy nhớ các tư thế vặn xoắn chính là vặn xoắn cột sống. Do vậy cần giữ cột sống của mình thật thẳng. Nếu các bạn không thể xoay, không thể nhìn được về sau, nó thể hiện một vị trí đốt sống nào đó đang gặp vấn đề và chúng ta cần phải tập luyện nghiêm túc nhiều hơn. Từ từ xoay người lại. Chúng ta đổi chân. Tư thế ba nhánh chà mặt, chân phải duỗi thẳng, chân trái co. Đẩy ngực lên, chú ý bàn chân hướng thẳng lên, lưng giữ thẳng. Hít vào, hai tay vươn lên, đẩy ngực lên. Thật ra vươn dài người về trước. Tay có thể nắm bắp chân nếu các bạn không với tới, hoặc ai dẻo hơn có thể với tới bàn chân. Tương tự, hãy nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt chúng ta sẽ tập trung được nhiều hơn, tập luyện sẽ đạt kết quả tốt hơn. Khi nhắm mắt, mặc định hơi thở của các bạn sẽ sâu hơn rất nhiều lần. Hãy thả lỏng khuôn mặt trước tiên. Sau đó, mỗi lần thở ra, hãy cố gắng duỗi dài về trước và gập xuống một chút. Quá trình tập luyện kéo giãn là quá trình lâu dài, chúng ta không thể nóng vội. Mỗi ngày một chút, mỗi ngày kéo giãn thêm một chút. Mỗi ngày vươn dài thêm một chút và hãy nhớ, chúng ta chỉ gập sâu thêm khi mình rơi vào trạng thái thở ra. Khi thở ra, chúng ta thở ra tất cả những căng thẳng. Khi đó, cơ thể chúng ta mềm hơn và chúng ta sẽ gập sâu được nhiều hơn. Hít sâu một hơi, từ từ ngồi dậy, thở ra. Chân phải chúng ta dang ngang, chân trái chúng ta co. Gót chân trái gần sát vào háng. Bàn chân phải dừng lên, giữ lưng thẳng. Đẩy ngực lên, chú ý luôn luôn nhớ là thẳng lưng. Tay phải đặt về phía trước, đẩy ngực. Hít vào, tay trái vươn lên, đẩy ngực lên. Thật ra nghiêng từ từ sang bên phải. Đây là một tư thế kéo giãn, do vậy nguyên tắc vẫn như cũ. Mỗi lần thở hãy nghiêng thêm một chút. Hãy để ý bàn chân phải luôn dựng lên. Đừng để bàn chân nghiêng đổ về phía sau lưng. Chúng ta có thể kết hợp với tay phải bên dưới, đẩy bàn tay xuống sàn và xoay ngửa người lên để tăng thêm độ căng. Các bạn sẽ cảm thấy lực căng rõ rệt ở sườn bên trái. Chú ý bàn tay trái bên trên chúng ta vươn về sau đầu, đẩy ngực lên, tăng độ căng lên. Hít đầy một hơi, từ từ nâng lên,
hạ tay xuống, thở ra. Tư thế vặn mình, ngồi khoanh hai chân, với chân trái ở bên trên, giữ lưng thẳng. Hít vào, thở ra, xoay người sang bên trái một góc 90 độ. Tay phải giữ đầu gối chân trái, tay trái chống về sau cách mông một gang tay. Mỗi lần thở ra, chúng ta xoay người về sau thêm một chút. Hãy tưởng tượng giống như đang vắt một sợi dây, một cái khăn, thì các bạn sẽ tăng độ căng lên liên tục, nhưng đồng thời phải giữ thẳng cái khăn. Ở đây chúng ta cần giữ thẳng cột sống của mình. Nếu để cột sống bị cong và chúng ta vặn sẽ gây ra những tổn thương, đặc biệt với những người liên quan đang bị thoát vị thì càng phải giữ lưng mình thật thẳng. Với những ai bị thoát vị nặng thì chúng ta chỉ cần xoay 90 độ như thế này là được rồi. Và hãy nhớ lưng giữ thật thẳng. Từ từ xoay người lại, tư thế góc cố định, hai chân co, bàn chân chạm vào nhau, hai tay đan, ngón tay giữ các ngón chân, kéo gót chân gần vào háng, tay giữ chặt. Hít vào, đẩy ngực lên, ép gối, hạ xuống. Thở ra, chúng ta duỗi dài về trước. Hãy để ý phần lưng, mỗi lần thở chúng ta đẩy ngực lên một chút. Đây cũng là động tác kéo giãn. Tư thế này giúp cho chúng ta linh hoạt phần khớp háng của mình. Nó tác động vào một số nhóm cơ khác nữa, như là tư thế nhóm cơ mặt đùi lớn ở đùi của chúng ta. Đẩy ngược lên. Các bạn để ý, với những bạn học viên mà khi giữ động tác này, chúng ta thấy đầu gối của mình bênh lên rất là cao, thì chúng ta không cần gập xuống nữa, chúng ta chỉ cần giữ thẳng lưng. Thẳng lưng là được rồi. Và mình tự dùng cơ để ghim chân xuống. Lý do tại sao nếu đầu gối của bạn kinh bênh lên quá cao mà bạn gập xuống, nó sẽ gây ra một cái sự căng thẳng ở phần thắt lưng. Và đôi khi kết thúc buổi tập sẽ làm cho bạn lưng của bạn bị mỏi, rất là căng, rất là khó chịu. Hít sâu một hơi, từ từ ngồi dậy. Thở ra, chúng ta nằm xuống. Nằm xuống. Tư thế cái cây, hãy làm thật chậm. Động tác này kéo giãn toàn bộ phần lưng và một chút ở vùng cổ. Tuy nhiên nó cũng đè một chút sức nặng lên cổ của mình. Do vậy hãy thận trọng trong quá trình thực hiện. Hai chân co lại, hai chân duỗi lên trần, hai tay đỡ sau mông. Chúng ta dùng lực của tay đẩy mông lên. Hai tay đỡ sau mông. Chú ý, hãy làm thật chậm. Có thể với một số người sẽ chưa bênh được lên như này, thì chúng ta tiếp tục dùng lực ở tay để đẩy vào mông. Khi đã nâng mông lên khỏi sàn, việc tiếp theo đó chính là thả lỏng vùng bụng để chân của mình rơi về phía sau đầu. Ở mức tối đa, chúng ta có thể chạm chân được ngược về sau. Hãy cảm nhận vùng cổ của mình. Trong trường hợp các bạn thấy khó chịu hoặc là căng tức ở vùng cổ thì chúng ta cần hạ thấp xuống, nghĩa là chúng ta không đẩy thêm nữa. Còn nếu các bạn có trạng thái hơi khó thở thì đấy rất là bình thường, do chúng ta chưa quen nên trong trạng thái này bị dồn nén nên phổi chúng ta hơi hẹp lại, nên các bạn hít thở sẽ hơi khó hơn một chút. Kết thúc tư thế co chân này và hạ xuống. Động tác cuối, tư thế cái cầu. Gót chân gần vào mông, hai bàn chân song song với nhau, hai tay với gần chạm tới gót chân. Hít vào, nâng cao mông lên, thở ra đẩy cao lên,
đẩy cao lên và hơi ép gối vào trong. Trong trường hợp một số bạn cơ đùi bị yếu, chúng ta hỗ trợ bằng tay, dùng tay đẩy cao mông lên nhiều nhất có thể. Một nhóm cơ đùi được gọi là bình thường, thì trong tư thế này các bạn sẽ nâng cho đùi mình song song với sàn. Tư thế tác động và tăng cường độ khỏe cho cơ đùi. Nếu cơ đùi bị yếu và nhiều bạn không có rất là ít cơ đùi, thì những người như vậy thì rất hay bị ảnh hưởng đến đầu gối. Do cơ không hoạt động thì các lực dồn nén lên cơ thể chúng ta sẽ dồn vào đầu gối rất là nhiều. Do vậy hãy thường xuyên tập các bài tập kéo giãn và tăng cường độ khỏe cho cơ đùi của mình. Từ từ hạ xuống. Với một số vị trí khác có thể phục hồi rất dễ, nhưng riêng với đầu gối thì nếu chúng ta bị thoái hóa hoặc là bị viêm thì sẽ rất khó để phục hồi, tại thời gian nó sẽ cần nhiều hơn. Hai tay đan ôm lấy đầu gối. Tư thế thư giãn. Hay nhắm mắt lại. Hít thở chậm lại. Tập trung vào vùng bụng. Thả lỏng toàn bộ vùng bụng. Thả lỏng bàn chân. Duy nhất chỉ có mỗi bàn tay của chúng ta đan lại để giữ cho đầu gối không bị tuột ra. Thậm chí thả lỏng toàn bộ vùng vai. Khi thư giãn, hãy tập trung nghĩ đến các vị trí nhóm cơ và buông lỏng chúng ra, đặc biệt các vị trí khớp. Chúng ta hay bị căng thẳng do chúng ta muốn thả lỏng, nhưng các cơ thì lại gồng siết lại. Từ từ buông tay. Hai bàn chân vẫn chạm vào nhau, gót chân gần vào mông. Để rơi đổ đầu gối sang hai bên. Hai tay đưa về sau, đan sau gáy. Giống như chúng ta đang nằm gối lên bàn tay. Vẫn nhắm mắt lại và hít thở chậm. Hãy nhớ trình tự của sự thư giãn. Điều đầu tiên, đấy là thư giãn nhanh. Điều đầu tiên, bạn cần thả lỏng toàn bộ khuôn mặt trước. Sau đó đến các cái vị trí dễ hơn, ví dụ như bàn tay, khớp, khuỷu tay, khớp vai. Và đến các vị trí xa hơn như bàn chân, khớp gối và khớp háng. Đơn giản chúng ta cần thở ra, nghĩ đến chúng và chỉ đạo chúng thả lỏng ra. Có thể trong thời gian đầu sẽ hơi khó vì các bạn chưa làm điều đó bao giờ. Nhưng hãy rèn luyện thường xuyên. Cũng giống như mỗi tối, chúng ta chỉ cần nằm xuống trên chiếc giường của mình. Hít thở thật chậm, hướng sự tập trung vào hơi thở và trong cơ thể của mình. Điều khiển các vị trí cơ thả lỏng và bạn sẽ chìm vào giấc ngủ ngay lúc nào không biết. Nhưng nếu để tâm trí chúng ta hướng ra bên ngoài thì những căng thẳng khó chịu sẽ dồn đến và làm cho bạn trở nên không thể ngủ được. Hít vào một hơi, thở ra. Hít vào thật sâu. Hờ, từ từ mở mắt ra. Các bạn nằm nghiêng người sang bên phải và từ từ ngồi dậy. Thật tuyệt vời. Vừa rồi đã kết thúc bài tập trong ngày hôm nay và hy vọng với bài tập vừa rồi sẽ giúp cho các bạn trở nên tỉnh táo, linh hoạt hơn rất nhiều. Và nhớ hãy rèn luyện thường xuyên hàng ngày. Đây là bài tập kéo giãn, nó có thể tập được vào buổi sáng hoặc bạn có thể tập vào buổi tối trước khi đi ngủ. Chúc bạn một ngày mới vui vẻ, hoặc chúc các bạn một buổi tối ngủ ngon.